kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc phòng có biến lớn, phe tổng hô xung phong tấn công phe thủ tướng chính. Như tờ Thời báo .d đã thông tin, hiện tại ông Tổng Bí thư đang nắm gần một nửa của Bộ Quốc phòng thông qua Tổng cục Chính trị. Tuy nhiên, ông Thủ tướng lại nắm vững hơn ở Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục 2. Những gói thầu mua sắm vũ khí hiện nay đang nằm trong tay ông Thủ tướng, mà vụ đình đám nhất là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân viên tình báo đội đốt doanh nhân. Ông Trọng cả đời làm chính trị và đã leo đến vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì ắt ông hiểu rằng nắm được đường dây hái ra tiền là lợi thế chính trị rất lớn, bởi khi có tiền thì sẽ sai khiến được cả bộ máy quốc phòng. Với cánh tay đắc lực là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thủ tướng đã nắm được trung tâm phát bổng lộc tại Bộ Quốc phòng. Với những hợp đồng mua vũ khí của Israel lên đến hàng tỷ đô la thì phần lại quả phân phát lại cho các quan chức ở Bộ Quốc phòng là rất lớn. Đây là hình ảnh ông Tổng đang tấn công ở nơi kinh tài của phe ông Thủ tướng tại quân đội. Trung tâm phân phối bổng lộc là một lợi thế nhưng cũng là một tử huyệt. Lợi thế là dùng tiền để thu phục, dùng tiền để sai khiến, dùng tiền để kéo vây cánh, rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu những bản hợp đồng mờ ám này bị kiểm tra thì đấy lại thành tử huyệt. Và bới ra con mắt nhà nghề, ông Tổng Bí thư biết nhắm vào đâu trong đường dây mua bán vũ khí mà tấn công. Vào ngày 12 tháng 10, chỉ sau ngày bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 6, 2 ngày, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho tấn công vào nơi yếu huyệt của ông Phạm Minh Chính ở Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ này, ông Trọng giao cho trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Cũng ngay trong ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm việc với Quân ủy Trung ương để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc phát hiện và chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực để Quân ủy Trung ương. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc đang làm việc với ông Phan Văn Giang tại Bộ Quốc phòng. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thì cũng đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục và kiến nghị khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, quản lý sử dụng đất quốc phòng, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công, đầu tư ra nước ngoài, đấu thầu, mua sắm tài sản, đặc biệt trong quân đội. Đoàn kiểm tra do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn kiểm tra có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhân sự trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Cũng không biết ông Phan Đình Trạc sẽ kiểm tra gì ở đây, đó là câu hỏi được đặt ra. Hiện nay, ông Tô Lâm thì cho truy nã và lục tìm nơi ẩn náu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để dường như có thể bắt cóc về quy án. Tại Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa ông Phan Đình Trạc vào lục tung các hợp đồng mua bán vũ khí. Xem ra, sau hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đấu đá không đưa đến kết quả như ý, mà giờ đây ông lại quyết liệt hơn, đánh mạnh vào các chân trụ lớn trong tứ trụ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người mang về nhiều hợp đồng mua bán vũ khí cho Bộ Quốc phòng, giờ đang trốn truy nã. Bộ Quốc phòng là nơi ông Thủ tướng mọc rễ khá vững chắc. Nếu không đánh từ đây, e rằng ông Trọng sẽ để cho ông Thủ tướng vượt lên trước và Vương Đình Huệ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng loại được Nguyễn Tấn Dũng đầy quyền lực. Và liệu rằng ông có hạ được Thủ tướng hay không thì cũng còn phải chờ kết quả, sẽ biết. Cũng có người nhận xét rằng ông Tổng đánh vào các hợp đồng đấu thầu trong quân đội là ông rất tinh ý. Ông biết lựa điểm nào yếu nhất của đối thủ mà tấn công. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau hội nghị Trung ương 6, ông Tổng tiêm doping, chính trị liều cao để chiến tiếp. Trước hội nghị Trung ương 6, ông Tổng có nhiều dự định, trong đó có việc đưa ông đệ tử ruột Tô Lâm vào tứ trụ bất thành vì ông không bứng nổi ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Tưởng rằng ông Tổng có sức mạnh không tưởng, nhưng thực ra sức mạnh của ông Tổng cũng khá giới hạn. Còn ông Tô Lâm, Bộ trưởng, bình thường trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng trên đấu trường chính trị tầm cao,
ông Tô Lâm là một con nai vàng ngơ ngác. Ông chủ tịch nước tuy không có thế lực hơn để dựa, nhưng ông bám rễ quá chắc, liên minh với ông Tổng và ông Tô bất lực. Đây là hình ảnh lần họp quân ủy trung ương trước hội nghị trung ương 6, ông Tổng đã không dự. Trò chơi chính trị là như thế, thành công của kẻ này thì là thất bại của người khác. Như tờ Thời báo.de đã từng nhận xét, qua hội nghị trung ương 6, ông chủ tịch nước vẫn ngồi lại ghế là quá thành công, còn ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm không bứng được ông chủ tịch nước là thất bại. Và kết quả đã cho thấy ai thành công, ai thất bại khá rõ. Rõ ràng bứng ông chủ tịch nước không xong thì dìm hàng ông thủ tướng cho Vương Đình Huệ bứt phá lên phía trước làm sao nổi đây. Như vậy là sức mạnh chính trị của ông Tổng đang có vấn đề. Sau lần thử sức đấu đá ở hội nghị trung ương 6, có lẽ ông Tổng nhận ra sức mạnh của ông còn nhiều chỗ chưa đạt. Nói theo ngôn ngữ thể thao thì ông Tổng cần phải tiêm thêm liều doping chính trị liều mạnh thì mới có thể làm gì đó khá hơn ở các kỳ hội nghị trung ương lần sau. Vậy ông Tổng đã làm gì là câu hỏi được đặt ra. Cũng như trên truyền thông đã phân tích ở nhiều bản tin trước đây, hiện nay ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công an thông qua ông Tô Lâm, nhưng về Bộ Quốc phòng thì ông Tổng chỉ nắm được có 49%, với Tổng cục Chính trị đang nắm trong tay của mình. Còn ông Thủ tướng thì đang nắm Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Tình báo. Tiếng nói của ông Thủ tướng trong quân đội rõ ràng đang ưu thế hơn tiếng nói của ông Tổng. Trong Bộ Quốc phòng có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị và 18 ủy viên Trung ương Đảng. Cần phải giành lại chiến địa này thì ông Tổng mới có thể áp đảo cho được. Nếu giành lại quyền kiểm soát quân đội thì đó là điều doping cao, tiêm thêm sức mạnh chính trị cho ông Tổng để tiếp tục cuộc chiến của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư củng cố uy tín trong quân đội sau hội nghị trung ương lần thứ 6. Vào ngày 11 tháng 10, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương đã tổ chức cuộc gặp 80 đại biểu đại diện cho 450 đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là lực lượng đang hăng, có ít toàn tính, dễ sai, sai đâu đánh đó, nên ông Tổng đã làm thành công tác tư tưởng với thành phần này trong quân đội. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí còn không thèm đi dự hội nghị quân ủy trung ương mà đã cử ông Võ Văn Thưởng đi thay. Vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, quân ủy trung ương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 08 vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Lần đó, ông Phạm Minh Chính đã làm chủ hội nghị này. Cũng không thể xem thường quân đội, cần phải tranh thủ lôi kéo để tạo ra sức mạnh. Kỳ họp quân ủy trung ương ngày 22 tháng 8, ông Trọng không tham dự là một sai lầm. Theo một số chuyên gia đánh giá thì trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Tổng có phải xem thường những cuộc họp vận động vây cánh. Và hội nghị trung ương 6, ông đã không thể lo cho đệ tử ruột Tô Lâm một chiếc ghế trong tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư giữa một rừng lính. Dân chơi doping thì cứ mỗi lần lâm trận họ thường tiêm thuốc luôn trước đó. Vì chính trị cũng như thế, mỗi lần lên sàn đấu mà không tiêm thuốc thì sẽ rất khó mà đánh bại được đối thủ. Và kết quả đã được chứng minh như vậy, nếu mỗi lần diễn ra hội nghị trung ương mà không chịu vận động hành lang để chuẩn bị thật kỹ thì rất khó để ông Tổng mang lại bổng lộc cho thuộc hạ thân tín của mình.